Xin chào tất cả anh em. Trên tay mình đây đang là cây uh, ALP Dragon Advance hay một số anh em gọi là cây rồng uh, nhỏ của ALP. Thì đây là một cây vợt mà anh em đã yêu cầu mình review rất là nhiều. Thì nhưng mà hôm nay thì mình mới có thể có hàng về được để mà trên tay và review cho anh mình cùng xem cái cây uh, ALP rồng nhỏ này. Xin mời anh em mình cùng uh, theo dõi nhá. Ấn tượng đầu tiên của mình khi cầm trên tay cái cây vợt này đó chính là cái phần cán liền, một cái uh, điểm rất là đặc trưng của vợt ALP với những cây vợt siêu nhẹ. Và cái cây vật này thì lại chỉ có phân khúc giá dưới 300 cành Nhưng lại có cái cán liền như này Là cái cán carbon, full carbon đúc liền từ dưới này lên Nên là mình cũng rất là bất ngờ với cái cây vật mà tầm giá dưới 300 cành như thế này Quan sát tiếp thì cây ARP Dragon S3 này thật sự là rất là ấn tượng Với những cái họa tiết hoa văn, rồng và hình như là con sư tử đi phải Nhưng mà mình cũng không biết nữa nhưng mà đại loại là cái họa tiết này nó rất là cầu kỳ Và cực kỳ là ấn tượng trên một cây vật mà giá rẻ như thế này cái nước sơn lì cũng rất là đẹp nha các bạn nhé nhìn nó cực kỳ ngon luôn rất là ngon luôn đấy các bạn nhìn thấy chưa đấy, xin mời các bạn cùng theo dõi nhé xem toàn bộ cái thân vật nó được uh, thiết kế như thế nào trước khi cầm trên tay cây vật này thì mình cũng rất là tò mò và háo hức mà muốn chờ đợi cây vật này về để xem là liệu nó có phải full carbon thật hay không bởi vì là giá dưới 300 cành nhưng mà lại nhìn thấy cái cán liền như thế này thì cũng nghi nghi liệu có khả năng là biết đâu đây lại là cây cây vật full carbon thì đây sẽ là một cái điều rất là tuyệt vời dành cho các bạn à, Tuy nhiên là khi cầm trên tay rồi ấy, thì uh, mình đã nhận ra là cái cây vật này nó không phải full carbon và tính chất nó vẫn là cái đầu nhôm và thân carbon gần giống như ALPRR thôi à, Tuy nhiên là phải nói là cái uh, uh, thiết kế, cái, cái hoa văn và cái nước sơn nó là cực kỳ là ấn tượng với một cái vật mà phân khúc giá dưới 300 cành như này các bạn nhé okay, Bây giờ mình sẽ thử cùng gõ cho các bạn cùng nghe nhé Cái tiếng của nó mình nghe tiếng này thì mình có thể nhận biết được là cái cây vợt này nó là đầu nhôm chứ không phải là phun carbon các bạn ạ và tính chất thì tương tự như ALPR, giá thì có đắt thêm một chút xíu do là cái thiết kế nó phức tạp hơn cộng với cả là cái cán này nó sẽ cắn liền nên là cái chi phí gia công nó sẽ đắt hơn nhưng mà nhìn chung là với cái tầm giá này thì đây là một cái vật mà rất là đẹp và chắc chắn là anh em sẽ ưa thích rất là nhiều với cái tầm giá này dành cho các bạn nhỏ và các bạn học sinh nhé vì đây là vật đầu nhôm không phải phun carbon nên là mình cũng không bàn quá nhiều về thông số nữa nó sẽ rất là khập khiễng các bạn ạ ở cái phân khúc giá này thì những cái thông số không không được coi trọng các bạn nhé nếu như anh em mà muốn biết chi tiết hơn thì mình cũng đánh giá cảm nhận cho anh em mình xem là cái sức căng sẵn của nó thì nhà xuất căng sẵn cũng không quá cao nó chỉ tầm khoảng tám cân rưỡi chín cân giống tương tự như là cây alprr thôi Đấy, nhưng mà à, một cái trải nghiệm là mình đã test thử căng cái cây APRR này lên 12,6 cân mà nó vẫn chịu được và cho ra cái chất lượng khung vật rất là tốt như này thì à, mình nghĩ đây anh em mình cũng hoàn toàn có thể lựa chọn được cây vật này để chơi rất là ok. Nếu như mình muốn căng hơn thì về anh em mình vẫn hoàn toàn có thể căng cao lên một chút xíu được, thay cước lên và căng lên, căng được, căng lại được bình thường nha anh em nhé. À, tuy nhiên là à, cũng phải thừa nhận với nhau là cái cây vật này thì nó sẽ hơi rung, hơi rung đầu nhá, không thể tránh khỏi đâu các bạn ạ vì cái kết cấu như thế này, đầu nhô và thân cơ này thì sẽ không thể tránh khỏi được rung các bạn nhá. À, nhưng mà để mà chơi vui vẻ bình thường và tập chơi thì các bạn lựa chọn với tầm giá 300 cành để mà có cây bọ đẹp như thế này thì đây cũng vẫn là một lựa chọn rất là ok cho các bạn. À, và đường link để mua cái cây bọ này thì mình đã để sẵn ở phía dưới phần mô tả cho bạn nào thích với cái thiết kế như thế này thì có thể bấm vào ngay đường link ở phía dưới phần mô tả hoặc dưới bình luận đầu tiên để đặt mua cây bọ này nhá.